Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 6 người, tuổi từ 19 cho đến 32, tự xưng là hiệp sĩ đường phố, chặn xe người vi phạm giao thông và yêu cầu phải đưa tiền thì mới bỏ qua lỗi. Những người này thành lập hội nhóm tự xưng là hiệp sĩ trên mạng xã hội để bắt cướp giật hoạt động quanh các tuyến đường từ đêm khuya cho đến rạng sáng hôm sau. Nhóm này thường tiếp cận những người vi phạm như là không đội nón bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn, rồi chặn xe, vờ kiểm tra giấy tờ và yêu cầu đưa tiền. Sau thời gian theo dõi, công an thành phố Thủ Đức đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân, hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.